Trường Cô Đẹp xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục làm video giới thiệu và báo giá sản phẩm anh chị em mình nhá. Và với sản phẩm ngày hôm nay thì anh em có thể thấy rằng là một hình tượng của ngài Quan Công. Và như anh em được biết thì Quan Công là một trong những nhân vật rất nổi tiếng với cái tính cách là trung nghĩa, chính trực và thẳng thắn, đúng không ạ? Cho nên là được rất là nhiều người thích cái phong cách của ngài Quan Công. Và do đó là khi mà trưng bày hình tượng ngài Quan Công trong không gian ngôi nhà để thấy được cái khí thế oai hùng của ngài Quan Công, và cũng như là mang lại được sự trấn trạch trừ tà, xua đuổi tà ma. Hơn nữa thì với những anh em nào mà đặc biệt là làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc là tài chính thì rất là thích về cái tính cách của ngài Quan Công này, do đó là rất là phù hợp. Và đặc biệt thì hơn nữa là những anh em làm trong kinh tế cũng được, cũng trưng bày hình tượng ngài Quan Công rất là hợp lý anh em mình nhá. Với một tác phẩm này thì xin mời anh em cùng chiêm ngưỡng tác phẩm anh em nhá. Đầu tiên thì với cái dáng của ngài Quan Công làm rất là oai phong bệ vệ đây, đặc biệt hơn khi mà anh em nhìn ngắm là phần khuôn diện của ngài Quan Công, mắt phượng mày tằm cho đến sống mũi làm rất là sắc nét anh em mình rồi. Và đặc biệt xuống ở bên dưới nữa là những sợi dâu của ngài Quan Công, anh em nhìn ngắm mà tỉa từng sợi ra anh em nhá, làm rất là mượt mà không có tí cận cũng là mới là đỉnh cao anh em nhá. Mà tay ngài đang vuốt nhẹ sợi dâu đây, thậm chí cả phần vảy giáp, cả tay của ngài Quan Công nhá, vảy giáp trên tay còn được di sần biêm chặt rất là kỹ và chặt gấm xung quanh cái viền của những cái tà áo đây. Họa tiết hoa văn làm rất là sắc nét mà hoàn toàn là thủ công bằng tay 100% anh em nhá. Với ngay cả phần đế đây, anh em nhìn thấy em đục rất là sinh động với những gốc cây bồ đề mà làm là liền khối kênh bong ra, moi hết gỗ ra mà đưa được cả từng ngón tay vào bên trong cơ anh em nhá, làm rất là kỹ. Và bên trên cái bệ đá đây thì còn đã có chạm nổi của nghệ nhân Gia Hải, một trong những người nghệ nhân đục về lối Quan Công đẹp nhất tại làng nghề của em ạ. Với một phôi gỗ chắc mà kích thước cao 1m16 như này, rộng tận 42, sâu 32. Với tác phẩm này thì anh em nhìn thấy cái dáng rất oai phong bệ vệ và rất là đầm gỗ, đúng không ạ? Và hiện tại thì tác phẩm này em đang giao lưu với giá là 197 triệu. Anh em nào mà có quan tâm tác phẩm này thì có thể liên hệ qua số hotline 0877771996. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em.